thì chắc chắn một điều đó, người đó là sau này sẽ tan hồn tan xác luôn. Đó là sự thật nha. Xin chào tất cả bà con trong và ngoài nước. Hôm nay ta lên trên YouTube này để nói cho tất cả bà con biết về điều này. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Trong cái thời gian vừa qua, ta đã gặp nạn tới 13 kiếp nạn. Vượt qua, ta đã vượt qua trong gai thử thách khó khăn, vượt lên chính mình để có một cái sức mạnh, để có một cái mạnh mẽ đứng lên nói cho tất cả mọi người hiểu và cảm nhận cho ta trong cái thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, thời kỳ quỷ dữ nó lộng hành nơi đây, và ta đã đấu tranh với nó. Chắc có lẽ là ta lên YouTube này rất là nhiều rồi, mà mọi người chắc chắn cũng có nhiều người cảm nhận về ta, rồi cũng có một số người lại không cảm nhận được điều đó. Họ lại buông ra những cái lời nói đắng cay, lời nói không mấy tốt đẹp. Ta lên là ta lên giúp đời, giúp người, ta lên giúp cho tất cả mọi người quay đầu lại sống thánh thiện hơn, sống là bằng tình yêu thương chân chính, để mà còn đi về bên kia thế giới, chứ không phải là ta lên để ta nói những cái điều đắng cay, nói những cái điều không mấy tốt đẹp, để rồi có người lại tạo ra nghiệp chướng đó. Sau này rồi mọi người sẽ phải đi đâu, đi về đâu đây? Nếu mà tạo ra nghiệp quá, xúc phạm tới bề trên, thì làm gì mà biết đường để mà về đây? Phật ở đâu xa? Ở trong tâm của mỗi con người. Hãy sống bằng tình yêu thương. Mọi người đi tìm Phật đi đâu? Phải sống bằng cái tâm của mình, chứ không phải là sống chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Tu mà chỉ vỏ bọc bên ngoài mà trong tâm lại không có. Ta đau đớn trong thời gian qua đâu có ai hiểu và cảm nhận được, nhưng ta là người có một cái sức mạnh để đấu tranh với cái ác. Để rồi sao? Ta làm điều này để giúp cho mọi người đó, chứ không phải là ta làm điều này để rồi nhiều người lại nói ta là lên mạng để trục lợi. Vì cái gì vậy? Hả? Còn ta nói cho mọi người hiểu luôn, không phải đôi khi không phải là thân xác này nói, mà có phần về nói luôn. Ta luôn kết nối với vũ trụ càn khôn, hiểu được và cảm nhận được điều này ta mới lên nói cho mọi người hiểu, chứ không phải là tự dưng ta khơ khơ ta lên nói làm gì, ta biết gì mà ta nói. Nhưng mà có nhiều người lại bung ra lời nói đắng cay. Ta không muốn ai phải tạo nghiệp. Mình luôn luôn phải sống bằng tình yêu thương, phải có một cái linh hồn vững mạnh, chứ không phải là lúc nào cũng nghĩ tới tiền tài của cải danh vọng. Để rồi sao? Đổ rời. Để rồi mọi người lại buông ra những lời nói đắng cay, lời nói không mấy tốt đẹp như vậy, rồi sống ganh ghét, đố kỵ, lập lừa, rồi hại người ta. Hại được người ta đến mức đường cùng, ta đi làm được không? Ta là người trước kia là thẩm mỹ viện, là chăm sóc da, làm nghề, không phải là không có nghề đâu, nhưng mà ta lại làm sao? Ta là bỏ hết tiền tài danh vọng của cải để đi lên trên con đường chánh đạo này, để ta nói cho mọi người hiểu, chứ không phải là ta không có làm ra tiền được. Nhưng mà vì sao? Vì ta mắc cái nạn, ta gặp nạn, ta không có làm ra tiền được, chứ không phải là ta không làm được. Ta nói cho mọi người hiểu điều đó. Chính vì ta không làm được mà ta còn trốn chạy, ta còn ở trong cái căn phòng này mà nó còn ép ta vô mức đường cùng nữa mà. Nó còn đem âm binh khí lên đây nó để hãm hại ta nữa mà, ám sát ta nữa mà. Ta làm gì được nữa? Ta làm gì được nữa? Hả? Ta luôn bảo vệ cho cái thân xác này của ta. Có thể là một tháng ta không ăn cũng được nữa. Mọi người nhìn đi, ta không ăn một tháng, ta không ăn ta vẫn sống.
Nhưng đồ ăn ở dưới trần gian này, thức ăn độc tố không thôi, ta ăn được sao? Ta đâu có ăn được đâu. Rồi nó hại ta bằng cách nào? Nó luyện ba cái thiên linh cái, luyện bùa ngải hại người vô số tội vạ đó. Rồi nó chèn ép ta vào con đường cùng. Nó chèn ép ta vào con đường cùng vậy ta. Hỏi thử ta có sự sống sao? Ở dưới trần gian này sao? Hả? Vậy mà nhiều người lại buông ra những cái lời nói đắng cay. Ta nói rồi, hãy quay đầu lại sống thánh thiện hơn, sống yêu thương nhau hơn, thì con quỷ nó sẽ yếu đi, ta cũng khỏe một phần nào đó. Còn đằng này lên YouTube á, rồi á, nghe theo quỷ, nghe theo tà quá, nói những cái điều gì vậy? Đó gọi là tu sao? Tu là bằng tình yêu thương chân chính, tu bằng cái tâm của mỗi con người, chứ không phải là tu chỉ vỏ bọc bên ngoài ở, rồi nói ra những cái điều không mấy tốt đẹp về ta. Mọi người đâu biết rằng là ai ngự trong thân xác này đâu, đúng không? Mọi người đâu có biết rằng ai ngự trong thân xác này đâu. Đến rồi mà buông ra xúc phạm rồi, mọi người có chết hay không đây? Hả? Ta đang giúp người, ta đang cứu người, chứ không phải là ta lên YouTube để ta chụp lại. Bởi vì đồng tiền đối với ta chẳng là gì đâu. Ta nói thiệt đi, ta không ăn ta đâu có chết đâu mà. Ta trốn chạy này kia, ta không bao giờ lên để mà ta nói mọi người ơi, chung tay giúp sức rồi giúp ta đi, lo cho ta đi. Ta chưa bao giờ nói mà. Ta lên ta giúp cho mọi người để mọi người sống bằng tình yêu thương hơn mà. Đó, trong cái thời gian vừa qua, ta đã tìm gặp các tỷ muội của ta, mà ta còn không yên với nó nữa. Nó còn lên đây, nó còn ám sát ta nữa mà. Ở trong cái căn phòng nhỏ bé này mà còn lên đây còn ám sát ta nữa mà. Mọi người, lẽ ra những cái gì ta đang nói ra đây, ai hiểu và cảm nhận cho ta, hãy quay đầu lại trong cái thời kỳ mạt pháp này. Lời ta nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không phải là buông ra những cái lời đắng cay để rồi á, hạ gục ta, xúc phạm tới ta, coi thường ta. Ta không phải là thân xác này nói, mà là cái phần hồn nói cho mọi người hiểu rằng ta luôn bảo vệ thân xác này, bởi vì thân xác này chính thức là thân xác của ta. Không có con quỷ nào nè nó chiếm đoạt thân xác này đâu mọi người ạ. Bởi vì con người hiện tại là đang cặn kề với cái chết vì tội lỗi, sắp sửa xảy ra biến cố lớn trong lịch sử của nhân loại rồi. Mọi người hãy cảm nhận cái lời nói ta đây là sự thật, chứ không gian dối. Lời nói thật là việc thật, chứ không bao giờ nói điều nào. Nếu mà ta không bị hãm hại, nếu mà ta không bị một cái gì hết, thì làm gì mà ta biết gì mà ta nói? Hả? Nhưng mà nhiều người vẫn buông ra những lời nói đắng cay không mấy tốt đẹp. Ta làm là theo thánh ý cha trên trời, là đấng toàn năng, đấng tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài, mà để cho nó chiếm đoạt hết sao? Mọi người hả? Mọi người đừng để cho con quỷ Satan nó thống trị cả mình. Đừng để cho con quỷ Satan nó hãm hại mình vô số tội vạ như vậy. Mình yêu thương nó. Mình sống là lúc nào cũng phải yêu thương lẫn nhau. Thì nó sẽ sợ mình. Nó không á, khống chế mình nữa, nó không điều khiển mình nữa. Hiện tại là nó mượn xác người, nó điều khiển mình đó. Mình nghe theo nó điều khiển luôn rồi. Hả? Mình làm nô lệ cho nó sao? Mình hãy sống cho chính mình, sống bằng tình yêu thương, để rồi bề trên cứu vớt nhân loại đi lên. Mình không muốn là mình đi xuống vậy. Mình không muốn đi lên mà mình muốn đi xuống, mình muốn thụt lùi vậy. Ta nói đây là sự thật.
Ai nói ta sao cũng được, ta chưa bao giờ nói là ta giỏi hơn ai. Ta chưa bao giờ ta nói là ta này kia. Ta chỉ nói là ta là một kẻ thấp hèn thôi. Nhưng mà sau này ta không phải là một kẻ thấp hèn đâu mọi người ơi. Ta nói ra để cho mọi người hiểu điều này. Và từ nay sắp tới, ta không bao giờ tiếp xúc người lạ hay là bất cứ ai nữa. Bởi vì đôi khi cũng có này kia, ta không muốn xảy ra chuyện này chuyện nọ. Ta cảm thấy rất là mệt mỏi trong cái thời gian vừa qua. Nhưng giờ phút này, ta mong mọi người hiểu ta hơn. Bởi vì ta nói chữ ta không phải là thân xác này nói, mà chính là ta nói. Và ta đang ngự trong cái thân xác này để nói cho mọi người hiểu và nghe những gì ta đang nói ra đây. Ta không phải gì là gì cả, mà ta nói để cho mọi người quay đầu lại, chấn chỉnh những cái lời nói đó. Phải suy nghĩ rằng lời nói có tốt đẹp hay không, đừng có buông ra để rồi tạo nghiệp. Sau này rồi mọi người sẽ phải đọa đầy, rồi ai cứu vớt được? Ai cứu vớt được đây? Đó là sự thật. Ta giúp là ta giúp mọi người đi lên, chứ không phải là để rồi mọi người lại phải kéo và đẩy ta đi xuống, chè bẹp, đè bẹp ta như vậy đâu. Vậy là trong thời gian gần đây cũng có nhiều người đã quấy rối như chị lắm hả? Có rất là nhiều người bị phần tà mượn thân xác, là phần âm mượn xác nhiều quá, lên đây phá rối ta. Và nó kéo luôn cái âm binh lên đây để mà đấu với ta. Đó là sự thật mọi người ạ. Mình đừng để nó lấy linh hồn để nó luyện, thì nó luyện ba cái buồn ngải nghe theo nó, rồi nó tạo gì? Nó tạo linh hồn của mình thành cái âm binh, rồi nó kéo lên đây nó hại ta. Ta đau đớn quá mà. Ta lên YouTube để ta nói cho mọi người hiểu mà. Vậy mà cũng có nhiều người á lại nghe theo nó, rồi làm nô lệ cho nó luôn. Rồi á, ác nhân thất đức. Ta chưa hơn thua ai cả nha. Ta chưa bao giờ nói ra ta hơn thua ai cả. Ta chưa bao giờ ta nói ta giỏi. Ta chưa bao giờ ta nói những cái điều mà này. Ta lên là ta lên ta giúp người, chứ không phải là ta lên để ta làm những cái điều mà xấu xa, để rồi buông ra những cái lời đắng cay như vậy. Và ai là người nói ra những cái điều này xúc phạm tới bề trên thì sẽ bị sau này đó đầy, sẽ không ai cứu vớt được đâu. Nghe theo nó thì nó kéo đi luôn, nó kéo đi xuống như âm ti địa phủ. Lúc đó ai vớt được, ai cứu được? Không có cứu được đâu nghe. Còn ta, ta đau đớn ta chấp nhận. Thể xác này đau đớn ta chấp nhận. Nhưng mà đừng làm những điều này với ta. Bởi vì ta nói rồi, ta bỏ hết tiền tài của cải để làm theo thánh ý cha trên trời. Nhờ vào lòng Chúa thương xót, nhờ tình yêu Chúa bao la, ta sẽ phải đứng ra đấu tranh với cái ác. Máu và nước mắt Ngài đã tuôn chảy vào trong trái tim ta. Ta sẽ phát thập giá Chúa mỗi ngày cho đến tận thế. Mọi người nên hiểu là sắp sửa rồi. Nhưng mà ta nói mọi người phải sống quay đầu lại, sống thánh thiện hơn. Ta chưa bao giờ nói cho mọi người là mọi người phải hoang mang lo sợ điều gì cả. Chỉ giúp cho mọi người quay đầu lại sống bằng tình yêu thương. Ai rồi cũng cứu vớt hết. Mọi người cứu vớt, mọi người đi lên. Rồi sau này mọi người sẽ thấy đất nước hòa bình, yêu thương lẫn nhau, không muốn đi muốn hại người, ganh ghét đố kỵ. Rồi sao? Rồi mọi người sẽ thấy cái xã hội này chưa? Nó loạn cỡ này nè. Nó loạn, sống lúc nào cũng hại người không thôi, làm sao mà không loạn?
ai rồi cũng có tình yêu thương thì đất nước này mới phát triển được. Còn mà sống mà ganh ghét, đố kỵ, lọc lừa rồi hại nhau không thì cái xã hội này nó như thế nào? Người thì người thì giàu quá, người thì nghèo, nghèo quá, nghèo rớt mồng tơi luôn, bị hại quá rồi, nghèo rồi bị tùm lum hết. Rồi mọi người không thương cảm, mọi người không giúp đỡ, mà mọi người đang làm gì vậy? Đến nỗi ta nói ta, mọi người hiểu rồi đó, có một số người đã lên mạng cũng vì tiền này kia, cũng tùm lum. Nhưng mà ta nói ta chấn chỉnh lại cho mọi người đó hiểu nha. Thà mình lấy tiền đó mình đi làm việc tự thiện, giúp đó những ai đó có hoàn cảnh khó khăn thì mình tạo được cái phước sau này. Còn mà mình để tiền mình cắt mình ém trong đó rồi sau này rồi á, mình không, mình chết đi rồi phần hồn chỉ còn mong manh mà thôi, rồi mình lấy được gì? Tài sản mình đem theo được chắc. Mọi người nên hiểu điều đó. Ta giúp là ta giúp cho những ai có một cái tấm lòng hiểu được ta hơn. Ta nói ra bởi vì ta có một cái sức mạnh để ta nói ra được sự thật này. Ta không sợ một cái chết nào cả, bởi vì ta làm theo đúng cái lương tâm của ta. Cho nên ta không bao giờ sợ ai cả. Dạ, hiện bây giờ chị cũng là ngưng, thứ nhất ngưng tiếp xúc người lạ, thứ hai cũng không cho số điện thoại nữa chị. Không cho số điện thoại bất cứ ai. Dạ. Yeah. Ta ngưng hết, ngưng tiếp xúc người lạ và ngưng không tiếp xúc ai cả. Bởi vì đôi khi tiếp xúc nhiều quá, đôi khi nó phức tạp đủ thứ hết á. Rồi ta tu tập như thế này thì lại cứ chè bẹp ta không à. Mà ta đang đi lên mà nó muốn chè bẹp ta xuống vậy, rồi ám sát ta luôn mà. Biết ta ở chỗ đây, rồi chú ẩn ở đây, rồi nó ám sát ta, nó vô đây nó ám sát ta luôn mà. Nhưng mà nhiều người ta đâu biết đâu. Nhiều người đâu biết là trong du di là như thế nào. Hiểu hình và hô vô hình, và ta đang kết nối với vô hình, với vũ trụ càn khôn này để nghe được những bề trên đang nói gì với ta. Cho nên á, mọi người nên hiểu là ta kết nối rồi, cho nên ta biết trước ngày giờ nó tới luôn. Không có hại được ta luôn ha. Không có cái mạng sống này á, không có con quỷ nào mà cướp đi cái mạng sống của ta đâu. Nói cho sự thật cho mọi người biết là về tâm linh, và ta đã có một phép nhiệm màu từ nơi cha của ta, và không có một ai cướp đi mạng sống của ta đâu. Bởi vì mạng sống của ta là do trời tạo, cho nên ta mới cố gắng mạnh mẽ đấu tranh với cái ác và nói ra sự thật này cho mọi người hiểu. Hãy sống yêu thương lẫn nhau, yêu thương tha nhân, yêu thương tất cả mọi người xung quanh, sống hòa đồng lẫn nhau, đừng ganh ghét đố kỵ hơn thua lẫn nhau nữa. Chính vì cái sự hơn thua trước đó mà ta bị nạn nè, hơn thua thôi. Đừng thấy ta như vậy rồi đè bẹp ta là không có đúng. Oxymenical là gì à? Dạ thì cũng thời gian qua thì cũng có bà con nhìn chị thân tâm cũng thương, cũng có giao duyên với chị chút ít tiền để cho chị để thứ nhất mướn nhà trọ, thứ hai nữa có tiền đi tới đi lui. Trong quá trình đó thì nhiều người không hiểu á, nghĩ chị thân tâm lên mạng để trục lợi. Thì chị thân tâm nãy giờ cũng bày tỏ ra cái trong lòng uất ức. Thì chị cũng nói lên là ngưng cho số điện thoại, thứ hai nữa là ngưng tiếp xúc người lạ, thứ ba nữa là ngưng nhận đồng ngân chút ít của bà con. Thì vừa rồi thấy chị cũng có nhận số tiền đó rồi, chị cũng đi chia sẻ lại cho bà con nghèo, người già lớn tuổi. Cái đó là anh có thấy, có chứng kiến được cái sự việc đó. Thì và ta cũng nói ra đây luôn nha, ta xin cảm ơn
Nếu Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ta trong cái thời gian vừa qua, để ta có được cái số tiền giúp cho những ai đó có hoàn cảnh khó khăn, ta chỉ cần bỏ công đi. Bởi vì cái đồng tiền ta không làm ra, nhưng có người đã làm được điều này, và họ đã tạo được cái phước rất là lớn, và ta đã đem cái số tiền đó giúp cho những ai đó có hoàn cảnh khó khăn ở trên đây, giống như những ai đang tu tập mà họ không có đồng ngân á, thì mình cũng lên đó mình giao duyên với họ luôn, thì cũng là một cái điều tốt. Bởi vì ta, nếu mà ta nghĩ tới tiền quá thì ta ở nhà ta đi lo, ta đi làm kiếm tiền rồi. Nhưng mà họ, mọi người hiểu đi, ta kiếm tiền được không? Ta không kiếm tiền, có mà ta ở đây ta trú ẩn mà còn gặp nạn nữa mà. Nó còn lên đây, nó còn ám sát ta nữa mà. Vậy thì ta kiếm tiền gì nữa? Ta lại buông bỏ hết tất cả rồi mọi người à. Ta không nghĩ tới tiền nữa đâu. Và cũng mong tất cả mọi người và các Mạnh Thường Quân hiểu cho ta hơn. Và ta không nhận bất cứ đồng ngân nào của ai nữa đâu. Bởi vì trong cái thời gian này ta chỉ biết là tu tập để mà đi lên mà thôi. Còn những cái số tiền mà vừa qua mọi người đã giúp cho ta, để ta có một cái đồng ngân để ta lo hồi giúp cho ta, để ta có một đồng ngân để mà trả được tiền phòng trọ, rồi có tiền ăn uống mỗi ngày, và lấy tiền đó ta cũng có thể giao duyên cho những ai đó có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một cái điều tốt đẹp. Và từ nay sắp tới ta không nhận bất cứ một cái đồng ngân nào nữa, để rồi người ta có nhiều người họ lại bình luận vô, rồi tạo cái nghiệp đó, rồi đông ra, rồi cái sau này họ lại phải rơi xuống địa ngục. Ta không muốn, ta không muốn ai phải rơi xuống địa ngục cả. Ta không muốn như vậy. Bởi vì ta đang cứu họ lên mà họ không lên, họ không muốn lên mà họ muốn đi xuống không à. Tại vì ta đâu có lên, ta chửi bới gì họ đâu, mà họ cũng lên, họ cũng xúc phạm tới ta, họ cũng bình luận vô, họ chửi ta như vậy đó mọi người à. Nhưng mà cái điều này là một cái điều thật sự rất là tốt. Nhưng mà ta chỉ là trong cái thời gian ngắn ngủi này để mà làm theo thánh ý cha trên trời. Và ta nghe những gì ta, cha đang nói xuống dưới đây. Và ta đã thấy được và cảm nhận được mọi thứ xung quanh ta, cho nên ta mới nói được điều này. Chứ bình thường nhé, nếu mà con người ta mà bình thường quá thì ta đâu có cần lên trên YouTube làm gì. Nếu mà ta lo cái thân của ta thì ta ẩn tu rồi, ta đâu có cần lên trên YouTube này ta nói cho mọi người nghe, để mà mọi người hiểu ta hơn đâu. Nhưng mà ta cứu là ta cứu nhân loại, ta cứu mọi người đi lên cơ mà. Nhưng mà nhiều người, người ta không hiểu, người ta không cảm nhận được điều đó. Lại nói ta là này kia. Ta thật sự, ta không muốn là để ý vào cái lời nói của họ. Nhưng mà ta muốn là mọi người, tại vì ta vẫn xin cha là tha thứ cho những người mà xúc phạm và họ đã bình luận vô đó, ta đã cầu xin cha. Bởi vì cha rất là tức giận trong cái thời gian vừa qua, mà ta cầu xin rất là nhiều. Và con sẽ làm những cái điều này để cho cái người đó quay đầu lại mới được. Nếu mà lần này mà ta nói mà người đó không quay đầu lại nữa, mà còn dám làm những cái điều đó nữa, thì chắc chắn một điều đó, người đó là sau này sẽ tan hồn tan xác luôn. Đó là sự thật nha. Tan hồn tan xác, mọi người nghĩ đi. Nếu mà xác không còn, cái phần hồn không còn nữa, có sự sống không? Không có sự sống đâu ha. Hãy quay đầu lại, trong cái thời gian này là thời gian gấp rút rồi. Phải sống yêu thương lẫn nhau hơn, sống bằng tình yêu, chứ không phải là sống vì ganh ghét, đố kỵ, hại người ta. Không biết thực hư ra sao thì đừng bao giờ bình luận vô đó để mà hại người. Không tốt đâu ha. Bình luận vô đó là đang xúc phạm tới bề trên đó. Mình không biết ai ngự vô trong đây thì đừng nên xúc phạm. Đừng coi thường lẫn nhau như vậy. Đừng hơn thua. Đừng ganh ghét.
Ganh ghét là đẩy ta vào con đường cùng không à? Ganh ghét là hại con người ta không à? Ở xíu mình đi cầu lại sai à? Hôm nay ta nói tới đây thôi, mọi người sẽ hiểu được điều này. Và ta muốn giúp cho mọi người điều để mà mọi người đi lên, là mọi người sẽ thấy được cái sự vinh quang từ trên trời nó như thế nào. Và ta đã biết trước ngày giờ ta mới nói như vậy. Nếu ta biết trước, ta không bao giờ lộ ra. Bởi vì ta sao? Ta sợ rất là nhiều người họ sẽ hoang mang được điều đó. Họ sẽ rất là hoang mang. Cho nên ta mới lên YouTube để ta nói mọi người quay đầu lại sống thánh thiện hơn, sống yêu thương nhau hơn. Nếu mà ta lộ ra rồi thì làm sao? Ta không muốn như vậy. Ta muốn mọi người phải làm điều này với ta. Đó là phải quay đầu lại. Ta giàu là giàu tình yêu thương, chứ không phải là giàu tiền cho bạc. Giàu tình yêu thương tha nhân, yêu thương tất cả nhân loại, yêu thương mọi người để gắn kết với nhau và cùng ta đi lên. Oxy mình được mà là sai mình khúc không mà gì à? Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.